Xin chào quý vị, trong livestream này Liên sẽ trình bày cái đề tài tên là Ngủ tự nhân luôn tự tại. nghe giống chuyện kiếm hiệp không? Tại vì nó là tiếng Hán Việt mà. Ngủ tự nhân luôn tự tại, nó sẽ là một chuỗi livestream, có 6 livestream. Đây là livestream đầu tiên ha. Thì ngủ tự nhân nghĩa là sao? Ngủ là năm, nhân là người. Ngủ tự nhân là người có năm cái tự này, luôn tự tại. Luôn tự tại nghĩa là mình luôn luôn bình an, luôn luôn thoải mái, luôn luôn tự tin, không có phải lo lắng nhiều, phải không? Không có sợ hãi. Vậy thì năm cái tự đó là gì? Liên sẽ để vô comment, phải không? Và từ từ mình sẽ nói năm cái đó luôn. Năm cái tự đó là ok, có nhiều người tham gia rồi hen. Rất cảm ơn những quý vị đang thả rất nhiều tim khi Liên livestream. Liên rất thích được thả tim. Rất thích được thả tim. Và Liên sẽ chia sẻ cái livestream này lên trên tường nhà Trần Thị Ái Liên hen. Và Liên cũng sẽ chia sẻ lên Facebook group Cha Mẹ Tuyệt Vời. Quý vị nào mà thấy cái đề tài này nó có vẻ cải lương, hay là nó có vẻ giống như phiên kiếm hiệp, hay là thấy nó nhảm nhí, hay là thấy nó hay, tùy quý vị. Xin hãy chia sẻ lên tường nhà của mình. Thật sự đây là cái đề tài mà Liên rất là tâm đắc, sự thật là vậy. Liên rất rất tâm đắc cái đề tài này. Là vì vì sao? Quý vị biết ông Tôn Dật Tiên á, ông có cái chủ nghĩa tam dân, dân sinh, dân chủ, dân quyền á. Thì bây giờ Liên ra cái chủ nghĩa ngũ tự. Tự chủ, tự lập, tự do, tự trọng, tự cường. Một người mà có năm cái tự này, Liên tin rằng là một người vô cùng tử tế, đúng không quý vị? Xin chào Trang Phương, xin chào Nguyễn Hoa Phù Đổng, xin chào Trần Thúy Hằng, xin chào Ngọc Phương, xin chào người Việt Nam. Bây giờ là 8:37 tối giờ California, thì có lẽ là 11:37 trưa giờ Việt Nam. Giờ này là những quý vị đã đi làm văn phòng là bắt đầu đi ăn trưa thì có thể rảnh rang mà xem livestream của Liên ha. Vậy thì quý vị thấy tại sao Liên rất là tâm đắc với năm cái chữ này. Có một người nói với Liên là năm chữ này dồn thành một chữ cũng được, đó là tự chủ. Một người tự chủ thì sẽ tự tất cả mọi thứ cũng được, đó là một cách nói hả. Và Liên, người Việt Nam nói là tự tin. Và Liên nghĩ là người có năm cái chữ tự, tự chủ, tự lập, tự do, tự trọng, tự cường thì chắc chắn sẽ tự tin. Thật ra là ban đầu Liên tính nói là ngũ tự nhân ắt tự tin, nhưng mà Liên nghĩ cái chữ tự tin nó không quan trọng. Liên thấy nó cũng tốt, nhưng mà tự tại thì Liên thích hơn. Vì sao? Tự tin là mình chỉ tin vào sức vào mình thôi, nhưng mà tự tại có nghĩa là mình hài lòng với chính mình, hài lòng với hiện tại, mình hài lòng với những gì mình đang có, mình hài lòng với cuộc sống, mình không có lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, giận dữ, thèm khát, phải không? Nên ra là đó lý do tại sao mà Liên đổi thành chữ tự tin qua tự tại. Và trong khi chờ đợi có thêm người tham gia thì Liên xin được thông báo là chương trình coaching hàng tuần. Đây là chương trình mới nhất của Trần Thị Ái Liên. Và Liên hy vọng là quý vị mong đợi chương trình coaching của Liên, là chúng ta sẽ gặp mỗi tuần một lần. Trong cái lần sinh hoạt mỗi tuần đó, mỗi một tuần chúng ta sẽ sinh hoạt theo những nội dung sau đây. Thứ nhất là trả lời câu hỏi của những người tham gia, đúng không? Thứ hai là cung cấp kiến thức liên quan tới câu hỏi. Thứ ba
là đặt ra mục tiêu phấn đấu cho tuần tiếp theo. Ví dụ như quý vị, những quý vị mà không thể kiềm chế được nóng giận với con thì là mình sẽ đặt ra mục tiêu luyện tập thì trong tuần tới mình sẽ phải làm gì, hay là những quý vị mà hay quên hung con mỗi ngày thì mục tiêu trong tuần tới phải là hung con mỗi ngày hay gì đó, phải không? Thứ tư là đánh giá kết quả của tuần vừa qua. Thứ năm là lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Thứ sáu là giải tỏa tâm sự, động viên lẫn nhau. Thì Liên thấy là có rất nhiều phụ huynh hỏi câu hỏi với Liên, nhưng mà Liên không có thời gian để trả lời. Với lại thật ra đó, cứ hỏi qua email hay hỏi qua tin nhắn thì trả lời nó không có xác đáng được, tại vì nó không đủ thông tin. Nhưng mà khi mình gặp trực tiếp như vậy nè, thì là mình sẽ có thể trả lời rất là xác đáng. Thì những ai mà đã tham gia trí tuệ cảm xúc trực tuyến thì sẽ cảm nhận sâu sắc cái giá trị của cái việc mà gặp trực tiếp rồi trả lời câu hỏi một cách trực tiếp á. Tại vì lúc mà quý vị, ví dụ quý vị hỏi con em nó không chịu ăn thì Liên đâu có đủ thông tin để trả lời làm sao cho nó ăn. Lúc đó Liên phải hỏi là con chị không chịu ăn, con chị bao nhiêu tuổi, con trai hay con gái. Không chịu ăn là không chịu ăn từ nhỏ tới lớn, từ khi sinh ra, hay là mới không chịu ăn gần đây thôi? Mà nếu gần đây thì từ bao nhiêu ngày? Không chịu ăn có nghĩa là nó không chịu ăn món này món kia, hay là nó ăn ít hơn, hay là nó ăn ít hơn so với kỳ vọng của chị, hay là nó ăn ít hơn so với bạn bè anh chị em nó. Nghĩa là những cái câu hỏi đó nếu như không được trả lời thì Liên không đủ thông tin để trả lời. Đây là quý vị thấy mỗi lần Liên làm livestream hỏi đáp á, thì Liên hay nói cái chuyện này, đúng không? Và điều đó nó làm cho Liên nghĩ tới chuyện là Liên phải làm coaching. Ok, vậy thì quý vị nào mà muốn tham gia chương trình coaching của Liên hàng tuần thì quý vị có thể đăng ký trên trang nhà trầnthiailiên.vn gạch chéo chữ coaching ha. Liên có để cái link ở đây đó, thì quý vị có thể đăng ký để tham gia. Và khi mà quý vị đăng ký xong thì là sẽ có, quý vị sẽ được nhận nhận cái email để hướng dẫn việc học phí ha. Mỹ Trang Nguyễn nói hay quá, em đang rất mong đợi lớp này của chị. Cảm ơn Mỹ Trang Nguyễn, đợi bạn cho mình lên tinh thần ha. Đây là một sản phẩm mới nhất của Liên, đây là dịch vụ mới nhất của Liên, và Liên hy vọng là quý vị đón chào nó. Và đương nhiên là cái này cũng có nghĩa là Liên xin thông báo thêm một điều nữa, là Liên mở thêm một cái chương trình là đào tạo coach miễn phí. Những phụ huynh nào muốn làm coach thì để tham gia chương trình coaching này, thì đương nhiên không, quý vị thấy trên cái website nó ghi chữ Trần Thị Ái Liên và coach, có nghĩa là khi mà quý vị tham gia chương trình thì không phải một mình Liên trả lời đâu, mà một Liên và các coach sẽ trả lời. Vì sao? Vì Trần Thị Ái Liên này không có con, chưa bao giờ nuôi con, cho nên là sẽ có những cái điều mà Liên sẽ không trả lời tốt bằng những người có kinh nghiệm nuôi con. Cho nên những coach trong chương trình sẽ bù lỗ cho cái chuyện đó của Liên ha. Và Liên đương nhiên là cái người có kiến thức, có kinh nghiệm giáo dục trẻ, có kinh nghiệm tương tác với trẻ rất là tốt, nhưng không có kinh nghiệm nuôi dạy con của chính mình. Thành ra là sẽ có những cái điều mà mặc dù là hơn 9 năm qua Liên làm việc là chưa có câu trả lời câu hỏi nào Liên bị bí, nhưng mà Liên nghĩ là có sự tham gia của coach nó sẽ làm cho câu trả lời nó phong phú hơn rất nhiều. Vì vậy những quý vị nào mà muốn trở thành coach của Liên để tham gia chương trình này thì cái chương trình đào tạo nó miễn phí. Và ai mà muốn là tham gia làm coach thì là Liên sẽ có một cái form đăng ký để tham gia làm coach sau. Nhưng mà ở đây nè, ai mà muốn tham gia chương trình này thì là muốn tham gia làm coach thì phải cái điều kiện để làm thay làm chương trình tham gia làm coach của Liên á, thì quý vị phải tham gia tất cả các khóa học của Liên, rồi sau đó quý vị sẽ tham gia vào cái chương trình coach này. Và quý vị một thời gian thì Liên sẽ mời quý vị làm cái test, mà quý vị pass cái test thì lúc đó sẽ được làm coach ha. Chỉ có vậy thôi. Và từ lúc mà quý vị pass cái test thì đào tạo là miễn phí. Điều kiện nó đơn giản lắm.
Và sau này khi mà quý vị đã pass cái test, quý vị được certify rồi đó, thì quý vị có thể là tham gia làm coach của Liên, và quý vị sẽ tìm được, sẽ có được thu nhập từ cái việc làm coach cùng với Liên. Thì hy vọng là những mẹ bỉm sữa mà muốn tìm công việc để mà có thể ở nhà nuôi con vẫn có thể ra, vẫn có thể có thu nhập, thì hãy nghĩ tới việc là tham gia làm coach Liên nhé. Ok, thì bây giờ đã thông báo xong cái chuyện coaching thì xin được bắt đầu cái livestream ngủ tự nhân luôn tự tại. Ngủ tự nhân là sao? Là người có năm cái chữ tự. Thứ nhất là tự chủ, thứ hai là tự do, thứ ba là tự lập, thứ tư là tự trọng, và thứ năm là tự cường. Và như vậy thì Liên sẽ định nghĩa từng cái chữ tự đó như thế nào. Thật ra quý vị đã tham gia tất cả các chương trình của Liên, và nhất là chương trình tư duy phản biện hay cha mẹ hồn nhiên, thì quý vị đã nghe Liên nói rồi. Tức là trên đời này mọi thứ đều có rất nhiều định nghĩa, và ai cũng có quyền định nghĩa bất cứ thứ gì theo cách của riêng mình, nhưng không có định nghĩa nào mà đúng 100% cả. Và mỗi định nghĩa đều có một cái sự khập khiễng hoàn toàn khác nhau. Cho nên những cái định nghĩa mà Liên đưa ra đây là định nghĩa của Liên. Và nếu quý vị thấy nó, quý vị đồng ý với nó thì mình sẽ làm việc theo cái định nghĩa đó. Và nếu mà quý vị không đồng ý thì quý vị có toàn quyền định nghĩa theo cách của riêng quý vị. Vậy thì Liên xin định nghĩa cái chữ tự chủ. Người tự chủ là người quyết định hành động bằng lý trí, tình cảm, của lựa chọn của riêng mình, chứ không bị không quyết định bởi vì bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa hay là dụ dỗ của người khác. Đó là định nghĩa của tự chủ. Người tự do không phải là người vô luật lệ, không phải là người không quan tâm tới kỷ cương. Người tự do là người biết có kỷ luật, biết tuân thủ luật pháp, biết quan tâm tới kỷ cương, nhưng người đó không theo luật một cách mù quáng, mà theo những cái luật mà nó hợp lý, hợp tình, hợp với nhân bản. Người tự do là người biết chọn lựa cái luật để mà theo, chứ không phải là người không theo cái luật nào cả, và càng không phải là người theo luật một cách mù quáng. Điều đó cũng có nghĩa là người tự do là người không theo một cái chuẩn mực nào một cách mù quáng, mà luôn luôn cân nhắc bất cứ một cái định nghĩa, một cái chuẩn mực nào, họ luôn cân nhắc rất kỹ rồi họ mới theo. Người tự lập là người không dựa dẫm vào người khác về mọi mặt. Một người luôn luôn tự chịu trách nhiệm về mọi mặt. Mọi mặt là sao? Về mặt sức khỏe, cơ thể, physically, emotionally, về mặt tình cảm, mentally, về mặt lý trí, tinh thần, financially, về mặt tài chính, và socially, tức là về mặt quan hệ xã hội. Vậy thì một người mẹ mà nói với con là con làm mẹ buồn, tức là mẹ đổ thừa con làm mẹ buồn, tức là mẹ không tự trách nhiệm cho tình cảm của mình, mẹ đó là mẹ không tự lập. Đó là theo quan điểm của Liên. Và quý vị có quan điểm khác Liên thì Liên xin tôn trọng, phải không? Quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Rồi, người tự trọng là người biết quý trọng mình, biết quý trọng cái giá trị của mình, cái danh dự của mình, tới cái mức mà không bao giờ làm bậy để gìn giữ cái giá trị cao quý của mình. Người tự trọng là dù không ai kiểm soát vẫn không làm bậy. Quý vị thấy ở Mỹ nè, hay ở Pháp hay ở Nhật, người ta đi trên đường mà dù 3 giờ sáng quanh đó không có ai cả, đường hoàn toàn vắng, mà đèn đỏ họ vẫn dừng đèn đỏ như thường. Đó rõ ràng là người tự trọng. Vậy thì mình á, không, người tự trọng là người luôn luôn làm đúng dù không ai kiểm soát. Và người tự cường là người luôn luôn dựa theo khả năng của bản thân để vươn lên, để phát triển, không dựa vào thần thế gia đình, không dựa vào ô dù của đảng phái, không dựa vào, không lừa dối người khác, không lợi dụng người khác, mà luôn luôn dựa vào tài năng, sự sáng tạo và trí tuệ của bản thân để vươn lên. Thì đó là định nghĩa của Liên với năm cái chữ tự chủ, tự do, tự lập, tự trọng, tự cường.
Võ Tường Vi nói là em và con đang nghe, bé rất thích và đang học nè chị, thanks chị. Ok, xin chào Võ Tường Vi, xin chào Justin Nguyễn, xin chào Thu Nguyễn, xin chào Lâm Anh, xin chào Hoàng Ngọc Hà, xin chào Hạnh Moon, xin chào Lan Lily Caribe, xin chào Hồng Phạm, xin chào Mercury HN, xin chào Hoàng Niệm, xin chào Đỗ Hoàng Phương, xin chào Mercury, xin chào Châu Minh Ngô, xin chào Kiều My. Ok. Vậy thì tại sao có cái năm cái chữ tự này mà mình tự tại? Thế nào là người tự tại? Đó. Và tại sao Liên không có tính cái chữ tự tin ở trong đây? Tại vì á, một khi có năm cái chữ tự này á, khi quý vị sống với năm cái chữ tự mà Liên vừa mới giới thiệu á, thì quý vị chắc chắn sẽ tự tin. Nhưng mà cái chữ tự tin nó chỉ có nghĩa là mình tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng mà tự tại á, nó có nghĩa là không những mình tin tưởng vào bản thân mình hài lòng với chính mình chấp nhận mình hài lòng với hiện tại, mình chấp nhận hiện tại, mình không ước ao những cái gì đang không có trong hiện tại, mình không kỳ vọng những cái chuyện vô lý, phải không? Người tự tại là người rất là an vui, không có ganh ghét ai, không có tranh giành với ai. Cho nên là cái chữ tự tại á, Liên rất là thích. Thuy Anh hỏi là chị Liên ơi, em có học các khóa học offline trí tuệ cảm xúc, kỷ luật không nước mắt cho con ăn đúng cách, dạy con tự bảo vệ thì đăng ký coaching được không chị? Được chứ, ai đăng ký coaching cũng được hết đó. Cái lớp học coaching này là hoàn toàn không có đòi hỏi điều kiện nào hết. Còn muốn làm coach với Liên thì có điều kiện. Nhưng mà những người ai mà muốn làm coach với Liên á, thì để coi có cách nào không. Liên sẽ làm một cái form, một cái Google form để quý vị đăng ký mà muốn trở thành coach với Liên. Còn còn hiện tại là cái đó thì chị Liên chưa có làm. Còn cái chương trình coaching này là những người muốn được làm việc, được hỏi câu hỏi, được gặp Liên hàng tuần để mà được được trả lời câu hỏi, để mà tức là Liên đồng hành cùng quý vị, ví dụ như vậy. Cái ví dụ tuần này quý vị nói là con em không chịu ăn, thì Liên sẽ hỏi quý vị rất là kỹ tất cả những thông tin Liên cần biết, rồi Liên mới nói thì hãy thử cách này. Thì tuần sau đó quý vị thử, rồi cái trong tuần tiếp theo quý vị thử 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 thử, rồi tới tuần sau mình gặp lại mình hỏi sao cái cách có được không, quý vị sẽ nói là được chỗ này không được chỗ kia, mình mới hỏi lại là đã làm gì, phải không? Thì mình biết, mình mới giải thích tại sao chỗ này được chỗ kia không được. Hãy thử lại cách này hoặc là hãy thử cách khác, đại khái là vậy. An Phú Tuệ nói nay cô đẹp quá trời, cảm ơn An Phú Tuệ, thích được khen đẹp lắm. Cái này nhờ ánh sáng hả? Chắc là nhờ ánh sáng. Với lại tóc Liên hôm nay nó chịu hợp tác. Hôm nay tóc Liên nó chịu hợp tác, tức là nó cũng giỡn sóng nhưng mà nó không có lộn xộn, nó có trật tự. Chị có coach cho bé tuổi teen à? Trời ơi, Sunny Trịnh, bạn bạn có biết là Liên rất muốn làm chương trình cho tuổi teen lâu rồi mà Liên chưa có ra được không? Bảo đảm với bạn là trong năm nay chương trình dành Trần Thị Ái Liên coach cho tuổi teen sẽ ra. Và có một phụ huynh, Liên còn nhớ có một phụ huynh nói với Liên là chị ơi, em chờ chị làm chương trình teen lâu quá, bây giờ con em nó lớn rồi, nó hết teen rồi. Cho nên hứa với quý vị là năm nay chương trình Trần Thị Ái Liên làm việc với tuổi teen, phải không? Lâu nay là Ái Liên làm việc với phụ huynh không à. Nhưng bây giờ Ái Liên sẽ làm việc thêm với tuổi teen nữa, trong năm nay sẽ ra chương trình đó hen. Hy vọng là quý vị sẽ đón nhận. Thật ra Liên nghĩ là Liên nên làm việc với tuổi teen là vì tuổi teen gặp rất nhiều khó khăn mà không 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 có nhiều cái không có nhiều sự hỗ trợ trong trong xã hội, cho nên là Liên sẽ làm chương trình đó hen. Thu Nguyễn nói em cũng muốn được hỏi chị nhiều điều ạ, vì vậy cho nên chương trình coaching này ra đời hả? Rất mong quý vị hãy tham gia. Vậy thì cái ngủ tự nhân tại sao nó cần thiết? Trở lại với cái livestream tại sao ngủ tự nhân cần thiết, quý vị thấy cái người tự chủ trong xã hội Việt Nam mình có nhiều người tự chủ không? Tôi nghĩ là chắc ít lắm. Nếu một người mà tự chủ thì không ai hối lộ được họ đâu quý vị. Nếu một người tự chủ thì không, họ không có sợ hãi những cái sự đe dọa của người khác đâu. Quý vị thấy Liên thật sự sống với năm chữ này, Liên thật sự sống với năm chữ này, Liên là người mà không ai có thể đe dọa được. Ví dụ như là hồi đó đó, Liên có thuê một cái anh chàng, cái thời xưa đó,
Mình có thuê người ta sửa văn phòng của bạn con bé ở Phú Nhuận á. Thì cái ông đó ông tới ông sửa văn phòng rồi ông nói là ngày đó xong. Liên nó có chắc chắn không? Ông nói chắc chắn. Vậy thì nếu không xong á thì ông chịu trách nhiệm bằng cách nào? Ông nói thì chị cứ trừ tiền tôi. Mình hỏi trừ bao nhiêu? Ông nói bao nhiêu cũng được. Cái mình nói chừng này được không? Ông nói không, bao nhiêu cũng được. Mình nói không. Anh đồng ý rồi thì ký vào hợp đồng. Thì ông ký vào hợp đồng rồi cái ông trẻ thê thảm thì mình trừ 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 hết, cuối cùng là gần hết tiền luôn. Ông mới xong. Cái lúc đó ông đòi tiền thì Liên nói, Liên lấy hợp đồng Liên nói anh đã đồng ý là trễ chừng này, trễ một ngày trừ chừng này tiền, mà anh trễ chừng đó thì bây giờ tiền anh chỉ còn ở chừng này thôi. Thế là ông nói là tôi nói vậy thôi mà chị làm thiệt đó. Ủa tôi nói thiệt tôi làm thiệt chứ. Ông nói là chị mà không trả đủ tiền cho tôi hen, chị mà trả theo cái kiểu mà chị nói hen, tôi kêu côn đồ tới nhà chị á. Mà quý vị biết, Liên nói là tôi nói cho anh nghe, tôi hỏi ý kiến anh đàng hoàng, anh ký đàng hoàng thì bây giờ làm y như vậy. Vậy mà ổng kêu côn đồ tới thiệt quý vị. Liên còn nhớ Liên đứng ở trên lầu lầu của văn phòng bạn của bé 8G Trần Hữu Trang á. Liên đang đứng trên đó thì Liên nghe tiếng ầm 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 ở dưới này, đập cửa rầm rầm rầm. Liên nhìn đứng trên ban công, Liên nhìn xuống thì Liên thấy có bốn ba bốn ông đàn ông chạy xe hông Honda đa tới, rồ máy rầm 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 lên. Trả tiền nay không trả thì tôi phá nát cái nhà này. Quý vị nghĩ Liên làm gì? Liên là người tự chủ mà, không có đe dọa được Liên đâu. Liên là người không có quyết định vì sợ hãi đâu. Có lẽ Liên hên cho nên giờ này Liên còn sống còn ha, Liên nghĩ vậy. Có lẽ mình hên, chưa gặp hoàn cảnh khủng khiếp. Nhưng mà lúc đó ai cũng sợ, trời ơi hàng xóm rút vô nhà hết, tại cái đó là họ thấy khủng khiếp quá. Hàng xóm rút vô nhà hết. Tình nguyện viên của Liên Liên nói mấy em không được ra, bạn tình nguyện viên bạn bé cấm không được ra khỏi đây, vô nhà đóng cửa hết. Liên đi ra một mình. À, quý vị tin hay không đó là quyền quý vị, mà đây là chuyện hoàn toàn có thật. Đi ra một mình, đi đứng trên sân thượng, Liên nói anh chờ anh xíu tôi xuống ngay. Liên nói một nhẹ nhàng vậy đó, mấy anh chờ anh xíu tôi xuống ngay, tôi tiếp mấy anh ngay. Cô dám ra đây hả? Cô dám ra đây hả? Mấy người nói vậy. Liên nói chứ dạ dám chứ. Mình nói nhẹ nhàng, mình xuống mình đứng ngay giữa bốn đàn ông nó, mình khoanh tay mình nói anh đánh đi, anh giết đi, cũng không được đồng nào đâu. Tôi nói cho anh biết điều đó, anh muốn tiền cả nói chuyện tử tế, anh đe dọa anh đừng hòng có tiền. Anh tưởng rằng anh có thể đe dọa được tất cả mọi người, có nghĩa là anh sẽ đe dọa được tôi sao? Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, cái thằng thuê anh nó là thằng khốn nạn. Còn anh là người tử tế, anh chỉ làm đúng theo cái hợp đồng nó thuê anh thôi. Nhưng mà rẽ rồi nó có trả tiền cho anh không? Hèn. Bây giờ á, anh còn vợ còn con ở nhà, anh chặt tay chặt chân tôi, anh đi ở tù. Rồi từ đó về sau ai kiếm tiền cho vợ con anh? Nói với cái thằng đó tới đây, nói chuyện với tôi thì có tiền. Còn chặt tay chặt chân tôi để cho chặt á. Tôi không có đưa đồng nào đâu. Mà tôi cục tay cục chân rồi, từ đây về sau tôi kiếm không ra tiền, lấy đâu tôi trả? Mà Liên đứng giữa bốn năm ông đàn ông rồ máy xe rầm 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 vậy đó, mà Liên tỉnh bơ, đứng yên không nhúc nhích, muốn làm gì làm. Cái mấy ông rồ máy hồi mấy ông đi về. Quý vị thấy Liên may mắn không? Ai cũng nói Liên may mắn, gặp gặp con đồ thứ thiệt là nó đánh cho năng nát giết luôn rồi. Nhưng mà Liên có lẽ là may mắn cho tới giờ này. Gần đây á có một cái anh chàng mà quay phim chương trình Kỷ Luật Không Nước Mắt cho Liên á, quay phim xong ngâm cái, tức là người ta đã đóng tiền cọc cho mình 2 triệu rồi, quay phim xong không chịu đưa phim, tới hơn một năm sau mới chịu đưa phim, đưa phim xong đòi tiền liền, mà nó ngay Tết. Cái Liên mới nói là đợi qua Tết Liên sẽ trả tiền. Vừa qua Tết chưa hết Tết đòi tiền người ta, có thấy cái người không có tử tế không, đầu năm mà đi đòi nợ người ta, người không tử tế, và còn đe dọa Liên là không đưa tiền thì biết tay tôi. Tôi nói với tất cả mọi người là Trần Thị Ái Liên làm việc không đàng hoàng, Trần Thị Ái Liên là đồ lừa đảo. Liên nói anh cứ nói đi, đâu có sao đâu, con người tôi ra sao ai cũng biết, mà ai không biết thì để cho họ tự tìm hiểu, và họ nghĩ tôi không đàng hoàng, họ không làm việc với tôi thì họ lỗ, tại vì tôi đàng hoàng mà, phải không? Ai làm việc với tôi cũng có lợi hết á, tại vì con người rất là tử tế, tôi không bao giờ lấn ép ai, và tôi luôn làm nghĩ là chuyện là đôi bên cùng có lợi, cho nên khi tôi làm việc
ai mà làm việc với tôi người đó có lợi, người đó hên. Mà người nào tưởng tôi không tử tế như anh, họ không làm việc với tôi họ lỗ, tôi đâu có việc gì phải lo. Cái là tội nghiệp lắm, nhân viên của Liên nói chị ơi, chị trả tiền cho người ta đi chứ không thôi là mất uy tín lắm chị ơi. Liên nói mất, tôi nói tôi không có sợ mất uy tín, tôi chỉ sợ mất bản chất thật của tôi thôi. Còn ai mà nghĩ tôi xấu cứ tự nhiên nghĩ, tôi xấu hay tốt nó phải là bản chất thật chứ không phải là do người ta nói hay người ta nghĩ. Cho nên Liên không trả tiền. Đi nói anh nói chuyện tử tế tôi trả, anh đe dọa tôi không trả. Và không phải là tôi không trả, tôi sẽ trả, nhưng tôi trả đúng theo cái ngày mà tôi hẹn thôi, chứ tôi không đe dọa, không có trả sớm vì anh đe dọa đâu. Quý vị thấy Liên thật sự sống với cái chữ tự chủ, không có ai đe dọa được Liên hết á, không có ai dụ dỗ được Liên hết, cho tới giờ này. Nhưng mà có lẽ là vì chưa có ai dụ dỗ tới mức khủng khiếp, phải không? Hồi xưa Liên nhớ Liên có một bà cô học dạy cấp 2 của Liên dạy toán của người Việt gốc Hoa. Cô dạy Liên một, cô nói với Liên một điều vô cùng chí lý là em thấy người ta, mình đưa tiền người ta không lấy, em đừng tưởng người ta không có tham. Tại vì cái tiền em đưa nhiều khi chưa có lớn đủ để mà người ta tham. Có những người họ nhát, cho nên đưa 1-2 đồng họ tham họ lấy, nhưng mà đưa nhiều hơn nữa cái họ sợ họ không dám lấy. Nhưng ngược lại có những người họ tham, cho nên đưa nhiều họ mới lấy, đưa ít họ không thèm lấy. Cho nên khi em đưa tiền em thấy người ta không lấy, đừng vội kết luận là người ta tốt. Em phải tìm hiểu thứ coi đi, người đó thuộc hạng tham hay thuộc hạng nhát. Cho nên Liên có lẽ là Liên thuộc hạng, có lẽ là Liên cho tới giờ này Liên chưa bị dụ dỗ là vì chưa có ai dụ Liên tới mức khủng khiếp, chưa có ai đưa Liên tới mấy tỷ đô la, thành ra Liên không chưa lộ cái bản mặt của Liên ra, phải không? Nhưng mà cho tới bây giờ là Liên chưa làm gì vì dụ dỗ, chưa làm gì vì bị đe dọa ha. Mà cũng may là chưa bị gì ha. Và quý vị thấy Liên là người tự do, nó Liên làm theo luật pháp, Liên sống theo luật pháp. Ở Mỹ biểu tình là hợp pháp, cho nên á quý vị biết là Liên đã từng một mình Liên ha, cầm bốn cái standee, mấy trăm cái áo thun, mấy trăm cái poster, đi qua bên Washington DC đứng trước tòa nhà Quốc hội Mỹ để biểu tình một mình Liên thôi, để cho thế giới biết về chuyện Hoàng Sa Trường Sa. Nhưng mà về Việt Nam Liên đâu có đi biểu tình, tại vì biểu tình Việt Nam là không là theo luật Việt Nam là bất hợp pháp, Liên không làm. Nhưng tại sao Liên vẫn nói chuyện những cái vấn đề xấu xa trong xã hội trên mạng? Tại vì có một cái ông công an nào đó chức lớn lắm nói là người dân được phép bày tỏ trên không gian mạng mà, cho nên Liên mới làm, đúng không? Vậy vì câu hỏi đặt ra là cấm người dân biểu tình là vô lý hay có lý? Liên thì Liên thấy nó thật ra đó, nếu mà tức là việc thật ra sự thật là vậy nè, Việt Nam mình không có cấm biểu tình mà là chưa có luật biểu tình, cho nên là mình chưa biết là nên biểu tình bằng cách nào là hợp luật hay tránh luật, cho nên mình chưa có làm, chứ không phải là Liên ủng hộ cái chuyện là cấm biểu tình đâu nha, xin quý vị đừng hiểu lầm, Liên không có ủng hộ chuyện đó. Còn bây giờ mới nói cái chữ tự do nghĩa là mình không có theo định nghĩa của người khác, tức là Liên nói với mọi người là Liên không chồng không con một cách hiên ngang, vì Liên không có theo định nghĩa của người khác. Là người ta có câu là cây độc không trái, gái độc không con, hay là gái độc không chồng gì đó. Liên còn nhớ là thời kỳ đầu mà Liên bắt đầu làm cái việc công việc dạy chia sẻ thông tin dạy con à, thì có rất nhiều người khuyên Liên là đừng có cho người ta biết là Liên không chồng không con, như vậy người ta không thèm nghe Liên đâu, như vậy người ta sẽ đánh giá rồi người ta biết ra thì sao, họ nói ai biết thì biết, nhưng mà nó không có công bố ra thì không nhiều người biết. Liên mới nói là người ta định nghĩa là người không có chồng không con là gái độc, đó là định nghĩa của họ, không phải là định nghĩa của Liên. Liên không có sống theo định nghĩa của người khác, Liên sống theo định nghĩa của Liên. Liên không phải là gái độc. Và thế nào là gái độc? Đây là lựa chọn của Liên, hoặc là đây là sự không may của Liên.
Cũng có thể, thật ra Liên cũng muốn có chồng có con lắm mà không có, chứ không phải là không phải là Liên lựa chọn vậy đâu, phải đừng phải không. Và nếu mà về thành ra là định nghĩa của Liên bị tốt không phải là phải có chồng có con mới là người tốt. Người tốt là người không không hại người khác. Thì nếu mà mình không hại người khác, mình là người tốt rồi. Và còn ai định nghĩa là người tốt thì phải có chồng có con, đó là định nghĩa của họ, không phải định nghĩa của mình, không có việc gì phải lo. Thành ra là tôi không việc gì phải giấu, không chồng không con, định nghĩa của tôi là không có gì xấu, không có gì phải giấu. Nó chỉ là một sự không may hoặc là một lựa chọn, tùy. Trong trường hợp của Liên là không may, có nhiều người, rất nhiều người đó là sự lựa chọn. Ông bồ của Liên bên Nhật đó là lựa chọn, ông lựa chọn không lấy vợ và không đẻ con cho nên ông chịu cưới Liên ok đó, quý vị thấy một người tự do là người không sống theo định nghĩa của người khác, không sống theo chuẩn mực của người khác. Nếu ai đó nói chuẩn mực là phải có chồng có con mới tốt thì người như Liên sẽ rất, nếu mà Liên sống theo chuẩn mực đó thì Liên sẽ rất là nhút nhát, sẽ rất là sợ hãi, sẽ rất là đau buồn. Nhưng Liên không sống theo chuẩn mực đó cho nên Liên cũng tự tại lắm ok, tự do tự lập, người không dựa dẫm vào người khác. Điều đó không có nghĩa là khi mình gặp khó khăn mình cũng không nhờ vả, đừng hiểu lầm. Người tự lập là người khi còn đủ sức làm thì làm, cho tới khi mình thiếu mình mới hỏi, mình mới nhờ vả. Khi mình gặp khó khăn mình mới nhờ vả. Còn còn có rất nhiều người là có khả năng mà vẫn cứ nhờ vả, đó mới là không tự lập. Tự lập không có nghĩa là không bao giờ nhờ vả ai, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai, không bao giờ nhận sự cho tặng trao tặng của ai, đừng hiểu lầm. Tự lập là khi mình đủ khả năng mình tự làm, khi mình thiếu khả năng mình mới nhờ vả, và mình nhờ vừa đủ thôi chứ mình không có lợi dụng người khác. Và khi mình gặp khó khăn mình sẵn sàng nhận lấy sự giúp đỡ, nhận lấy sự trao tặng. Người tự trọng là người luôn luôn làm được, cho nên quý à xin lỗi chưa xong. Tự lập quý vị thấy không, Liên không có dựa vào ai hết đó, và nhưng mà ai cho thì Liên lấy, tự nguyện cho thì Liên lấy, mặc dù là Liên vẫn có khó. Ví dụ như là có người cho Liên ở miễn phí Liên vẫn ở, nhưng mà Liên sẽ trả ơn họ bằng cách khác. Tức là mình không có lợi dụng họ, họ cho mình tại vì họ dư, chứ còn họ thiếu mà họ vẫn cho thì nếu mình biết điều đó thì mình từ chối. Liên tự kiếm tiền, cái gì Liên làm được là Liên tự làm, Liên không có nhờ vả. Khi không cần thiết. Teresa Lee nói là try your best first, exactly, mình phải cố gắng trước cho tới khi không còn cố gắng được nữa, lúc đó mới hỏi tới sự giúp đỡ của người khác. Tự trọng, quý vị thấy Liên không bao giờ nói dối. À không, nói vậy không đúng. Liên trong rất nhiều livestream Liên đã nói cái điều kiện để Liên nói dối á, khó lắm. Nếu như Liên nói thật mà có người chết, có người mất tài sản, có người mất tương lai, có người mất mạng, có người mất tay mất chân thì có thể Liên nói dối, có thể thôi, Liên không biết, tùy trường hợp, phải cân nhắc rất kỹ. Ngoài ra nếu mà chỉ vì để được quý vị yêu thương hơn, để được quý vị tin tưởng hơn, hay để được những cái chuyện, Liên không bao giờ nói dối, không bao giờ khen ai bằng một lời giả dối. Và tin hay không đó là quyền của quý vị. Sunny Trinh nói là chị ơi, nếu chị không đủ thời gian mở lớp coach cho tuổi teen thì chị cố gắng mở lớp trước trước một lớp 1-2 ngày để cho teen được trực tiếp nghe những điều bổ ích từ chị. Tuổi teen đang thiếu kiến thức lắm chị à, mà bố mẹ đôi khi không giúp được con được. Em cảm ơn chị. Dạ Sunny Trinh, bảo đảm với bồ chuyện nó sẽ xảy ra trong vòng 1-2 tháng nữa. Liên rất muốn làm việc đó lâu rồi mà chưa chưa làm gì, nó chưa đủ duyên, nhưng bây giờ Liên nghĩ là nó sẽ xảy ra. Cảm ơn Sunny Trinh cho mình thêm động lực. Vậy thì bây giờ mới nói tới tự trọng. Liên không bao giờ nói dối vì Liên cho rằng nói dối là sai. Liên luôn luôn làm đúng dù không ai kiểm soát. Quý vị thấy người ta có câu, ông bà ta có câu là người quân tử ở nơi thanh vắng vẫn giữ lễ, luôn luôn làm đúng dù không ai kiểm soát. Còn đôi khi mình cũng có làm sai, chứ không phải là Liên không phải thánh thần. Đôi khi Liên đôi Liên khi Liên có làm sai, đó là những lúc mình yếu yếu mềm, đó là những lúc mình trầm cảm, đó là những lúc mình mệt mỏi thì cũng có làm sai. Nhưng mà mình không có ngụy biện cho cái lỗi lầm của mình làm sai xong mình công nhận mình sai, mình nhận lỗi, mình xin lỗi, mình đền bù,
rồi mình quyết tâm không lặp lại lỗi lầm. Người tự trọng là người không có làm bậy rồi ngụy biện vòng vòng. Quý vị thấy quan chức bây giờ làm bậy với ngụy biện vòng vòng không? Giờ cái Lư Hương á, tượng Trần Hưng Đạo, cái Lư Hương, cái chỗ vô cùng thiêng liêng mà đó là một vị anh hùng dân tộc, mà dám dời cái Lư Hương rồi nói là dời Lư Hương là chuyện bình thường. Cái chỗ thiêng liêng như vậy làm sao mà bình thường? Cái đó là một sự ngụy biện vô cùng ngu xuẩn, vô cùng bỉ ổi, mất dạy. Đúng không quý vị? Nếu mà đã lỡ dời Lư Hương rồi mà người ta lên tiếng thì thôi dạ em xin lỗi em trả lại là xong. Còn ráng nói đó là chuyện bình thường, nói là ở công viên thì không nên là nhập nhằng với chuyện thờ phượng, trong khi tất cả các tượng đài khác đều có, tượng đài Bác Hồ Chí Minh đều có thư Lư Hương hết. Mắc cái mớ gì phải dời Lư Hương của Trần Hưng Đạo, mà đó là một cái vị anh hùng rất rất là vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trời, Liên thấy cái việc dời Lư Hương là cái chuyện vô cùng hỗn láo mà nói là bình thường, rõ ràng là người không có tự trọng, bỉ ổi, mất dạy. Vậy thì Tự Cường nói quý vị thấy ở người Việt mình bây giờ rất ít người tự cường ha, mà đã vậy còn dạy cho con mình không tự cường nữa, chạy chọt cho con vô cái chỗ tốt, rồi chạy chọt cho con tăng điểm thi, rồi chạy chọt cho con tăng hạng trong lớp, rồi ôi trời ơi, chạy chọt khắp nơi. Rồi tức là chính quý vị không, cái chuyện ô dù của Việt Nam bây giờ nó thành lắm như là cái chuyện cơm bữa rồi. Mà họ làm cái việc đó họ không có thấy sai, họ không có hổ thẹn, họ còn khoe khoang nữa. Tại vì họ nghĩ là họ tức là quen, tức là có khả năng chạy chọt là giàu có hơn người ta, cho nên khoe được. Có khả năng chạy chọt chứng tỏ là mình quen biết người quyền thế là hơn người khác rồi, cho nên đem ra khoe. À, xấu hổ quý vị. Quý vị thấy rõ ràng là cái xã hội Việt Nam có rất nhiều người là không tự chủ, hãy đe dọa ăn cái là hành động ngay, hoặc là hay là rời bỏ quyết tâm ngay, rời bỏ lập trường ngay, hãy hối lộ cái là làm ngay, không cần biết chuyện đó đúng hay sai. Rất nhiều người không tự do, tức là làm theo những cái lệ làng, những cái chuyện sai trái ai cũng làm cái là mình làm, không cần biết chuyện đúng hay sai. À, hễ mà đưa ra những cái luật vô lý là nghe, không cần biết luật đó đúng hay sai. Tức là rất nhiều người không có tự do, rất nhiều người không có tự trọng. Tức là cái gì, chạy xe ngoài đường á mà hễ thấy công an á thì mới làm mới 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 dừng đèn đỏ, không công an là vượt đèn đỏ luôn. Rồi rất là không tự trọng, tức là khi mà biết lỗi rồi bị bắt lỗi thì bắt đầu ngụy biện vòng vòng, rồi đổ thừa này đổ thừa kia, rồi chứ không có chịu nhận lỗi, xin lỗi rồi bồi thường. Rất nhiều người không tự cường, giành giật là không tự cường. Tự cường là tự mình phải làm chứ không có giật của người khác. Ngay cái chuyện là mình không xếp hàng là mình không tự cường rồi, không có bỏ công sức mà đứng trong hàng mà chờ tới phiên mình đó, là không tự cường. Rồi, lừa lọc người khác là không tự trọng, không tự cường. Rồi gửi gắm con, rồi dựa vô quyền thế, rồi dựa vô quan hệ, rồi chạy chọt cho bỏ bao thơ cho cô giáo để cho con mình được lên hạng, rồi bỏ bao thơ cho cô giáo để con mình được hạng cao, rồi chạy chọt để con mình được công việc tốt, không có tự cường. Bởi vậy đất nước mình toàn là những người không có ngũ tự, cho nên là mình sẽ từ từ là cũng sẽ, hay là giờ mình đổi tên đó quý vị, người mà không có ngũ tự là người đáng xứng đáng nên bị tử. Đùa thôi quý vị. Đùa thôi quý vị. Liên hợp mình đâu có quyền quyết định mạng sống của người khác, và mình cũng không có quyền đánh giá người khác, mình chỉ có quyền giới thiệu quan điểm của mình thôi, còn họ đồng ý hay không đó là quyền của họ, đúng không quý vị?
và quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Chỉ có cái là đừng vì khóa căng, đừng vì khác quan điểm mà xung đột, mà hãm hại lẫn nhau, đúng không quý vị? Thì trong những livestream tiếp theo, Liên sẽ từ từ giới thiệu thế nào là tự chủ, làm sao để tự chủ, những hành động nào được gọi là tự chủ, những hành động nào được gọi là không tự chủ, và làm sao để dạy con mình, rèn luyện con mình thành người tự chủ, tự do, tự lập, tự cường, tự trọng. Thì sẽ có 5 cái livestream tiếp theo, mỗi cái sẽ nói một cái chữ tự đó hen. Và bây giờ Liên hy vọng là quý vị thấy là trong một xã hội mà nếu ai cũng có 5 cái chữ tự này thì cái xã hội nó sẽ vô cùng tốt đẹp. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy đồng hình, xin hãy lên tiếng. Nếu tất cả mọi người đều tự chủ thì xã hội đó sẽ rất trong sạch, không có đe dọa, không có hối lộ. Tại vì đe dọa hối lộ không có tác dụng, làm chi cho mệt. Nếu tất cả mọi người đều tự lập thì không có chà đạp lẫn nhau, không có dựa dẫm lẫn nhau, không có đổ thừa lẫn nhau, và mọi người đều mạnh mẽ, thì trong một xã hội mà ai cũng mạnh mẽ thì tự một tập thể mà từng cá nhân mạnh mẽ thì tự nhiên nguyên tập thể đó mạnh mẽ, đúng không? Người tự lập là người mạnh mẽ đủ để không dựa dẫm vào người khác. Trong xã hội ai cũng tự trọng thì không ai làm xấu, dù không ai kiểm soát. Quý vị thấy xã hội Việt Nam cái đắt tiền nhất là phải kiểm soát những cái sự gian dối lẫn nhau. Quý vị biết là có một cô ở Việt Nam, cô nói với Liên là chị ơi, ở Việt Nam á, làm doanh nghiệp khổ lắm, chị thuê một đứa nhân viên á, là chị phải thuê thêm một đứa theo dõi nó, rồi chị phải kiểm soát cái theo dõi thử coi nó có làm việc của nó không nữa. Trời đất ơi, trong khi ở Mỹ thuê một đứa nhân viên là nó làm thôi, chứ mình không phải thuê thêm đứa để kiểm soát nó, mà mình thuê cái đứa nhân viên rồi là mình khỏi phải làm nữa. Còn Việt Nam là thuê đứa nhân viên, phải thuê thêm đứa kiểm soát, rồi mình phải kiểm soát cái đứa kiểm soát. Trời ơi trời. Cho nên quý vị thấy là tự trọng nó không những giúp cho mình, nếu một trong xã hội mà ai cũng tự trọng thì nó thì kinh tế phát triển dữ lắm, đúng không quý vị? Mà mình khỏe lắm, khỏi phải sợ bị giật đồ, khỏi phải sợ bị gian dối, khỏi phải sợ. Quý vị thấy ở Nhật, ở Mỹ xuống lắm, ở Nhật nhất là ở Liên thấy ở Nhật còn xuống hơn ở Mỹ. Về cái chuyện này, ở Nhật á, là người ta mà giữ chỗ, người ta để cái điện thoại đó, người ta đi vô mua rồi người ta đi rồi người ta đi, thì cái chị điện để mình tới cái bàn mình thấy có điện thoại, mình biết có người ngồi rồi thì mình không ngồi nữa. Ở Việt Nam có dám này không? Khổ ghê không? Một xã hội mà ai cũng tự trọng nó xuống. Ở Nhật quý vị thấy không, để đồ đó không ai ăn cắp. Tức là người ta có làm một cái thử nghiệm á, là người ta thả 10 cái bóp, trong đó có tiền, có giấy tờ tùm lum á, ở quanh nước Nhật á. Vậy mà cuối cùng 10 cái bóp đều được trả về. Khi họ thả 10 cái bóp ở Hàn Quốc á, thì chỉ có 5 cái được trả về. Quý vị nghĩ thả 10 cái bóp Việt Nam có bao nhiêu cái trả về? Đúng không quý vị? Thành ra là cái xã hội mà ai cũng tự trọng sẽ sướng vô cùng. Bây giờ cái xã hội mà ai cũng tự cường có sướng không? Một xã hội mà không tự cường á, thì là chỉ có là quan hệ nhờ vả, hối lộ, che chở, ô dù, thì là người tài không có chỗ đứng, thì toàn những thằng bất tài vô dụng nó lên, không nhờ xã hội Việt Nam bây giờ là vậy. Những đứa con ông cháu cha nó lên nó làm những việc quan trọng đó rồi nó phá tan hoang cái đất nước này. Trong khi đó nhìn tự cường á, là dựa vào tài năng của chính mình. Thì nếu như ai cũng tự cường thì đất nước nó sẽ rất phát triển. Vì nước Mỹ là cái nước mà người ta đa số tự cường. Nước Mỹ là không có dựa vào thần thế được đâu, chỉ có tài năng thôi. Ha? Những nước văn minh như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật là không có ô dù, phải tự cường. Quý vị thấy là con của Phó Tổng thống Biden cũng phải đi ra chiến trường, không có hối lộ để nó ở nhà được. Và ông John McCain là ông thượng nghị sĩ mà hình như ông qua đời rồi, bao nhiêu người thương tiếc đó. Ông là con của một tướng lãnh rất cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ, là hình như là tổng tư lệnh gì đó hả, vậy mà vẫn phải ra chiến trường để rồi bị thương rất nặng, rồi còn ở tù, rồi tới khi trao trả tù binh thì mới được về, và để lại vết thương cái tay ổng càng ngoéo suốt đời đó. Thành ra một đất nước mà ai cũng sống với năm cái chữ này, năm cái chữ tự này, thì quý vị sẽ thấy dân tộc đó rất hùng mạnh, cuộc sống họ rất thảnh thơi, khỏe mạnh, khỏe khoắn, và họ rất rất cường thịnh. Thì Liên hy vọng là chúng ta sẽ sống theo chủ nghĩa ngũ tự. Mỗi con người chúng ta sống như vậy
thì dân tộc này mới có hy vọng vươn lên được quý vị. À, Tôn Giật Tiên có chủ nghĩa tam dân, tam dân tức là dân sinh hạnh phúc, dân chủ tự do, dân quyền gì đó không? Thì bây giờ Trần Thị Ái Liên này xin giới thiệu chủ nghĩa ngũ tự. Mỗi một con người phải biết tự chủ, tự do, tự lập, tự cường, tự trọng thì mới hy vọng vực dậy cái dân tộc đáng thương này. Chúng ta, những người Việt Nam, chúng ta sẽ dạy dỗ con chúng ta thành những người Việt Nam xứng đáng được gọi tên gọi là Việt Nam, để rồi đi ra nước ngoài chúng ta có thể tự hào nói rằng tôi là người Việt Nam. Cầm cái, sẽ có ngày mà chúng ta cầm cái hộ chiếu Việt Nam một cách tự hào, xấu hổ như bây giờ. Và nó bắt đầu từ giáo dục. Theresa Lê nói là con gái Obama cũng đi làm fast food. Chính xác luôn, con gái Obama cũng đi làm fast food. Và con gái của Bill Clinton muốn vô được trường Stanford cũng phải làm tất cả những việc mà người bình thường phải làm, cũng phải nộp đơn, cũng phải phỏng vấn, cũng phải luôn luôn như vậy. Thành ra là Liên hy vọng những ai mà đã từng theo dõi Liên, đã từng tin tưởng Liên, đã từng ủng hộ Liên, xin quý vị hãy cố gắng sống với năm chữ tự này, để rồi quý vị làm gương cho con quý vị, để rồi con quý vị cũng sẽ sống với năm chữ tự này. Thì khi chúng ta có đa số người Việt hay tất cả người Việt sống với chủ nghĩa ngũ tự thì dân tộc này chắc chắn sẽ hùng cường, đất nước này chắc chắn sẽ văn minh và hiện đại trong một tương lai rất gần, đúng không quý vị? Và bây giờ Liên xin dừng lại cái livestream ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream này. Nếu quý vị thấy livestream này có giá trị, xin hãy chia sẻ lên tường nhà của mình, xin hãy tag bạn bè của mình và những ai muốn dùng livestream của Liên để mà để lên kênh YouTube của mình để câu like hay kiếm tiền gì đó, xin cứ tự nhiên, đây là sản phẩm miễn phí dành cho cộng đồng. Và xin nhắc lại là những phụ huynh đã tham gia chương trình của Liên ở trên kina.vn, đã tham gia các chương trình cha mẹ am hiểu, cha mẹ hồn nhiên, cha mẹ đồng hành, thoát vòng bạo lực, kỷ luật không nước mắt, các chương trình offline của Liên, hay các khóa học trên alada.vn hay là edumo.vn gì đó, và quý vị rất bực mình vì không đặt được câu hỏi cho Liên là vì sao, vì các hàng mấy trăm ngàn người học các khóa học của Liên thì làm sao Liên trả lời câu hỏi được. Hơn nữa, khi quý vị đặt câu hỏi qua email hay qua message này là Liên không thể trả lời một cách xác đáng được, cho nên thường là Liên né tránh, là vì Liên thấy Liên bỏ công sức mà không được kết quả thì bỏ công làm gì. Cho nên là bây giờ Liên có cái sản phẩm coaching hàng tuần với hy vọng là quý vị sẽ được cầm tay chỉ việc, được hướng dẫn, được theo dõi, được đánh giá, được giải thích, được thông cảm, được yêu thương. Quý vị có người lắng nghe, có người chia sẻ, có người nâng đỡ, có người động viên. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế hệ tương lai cho cái dân tộc này. Và chúng ta sẽ có một thế hệ tương lai mạnh mẽ, yêu thương, hiền hòa, can đảm, không có hèn hạ, đúng không? Chúng ta sẽ có một thế hệ ngũ tự, tự chủ, tự do, tự lập, tự cường, tự trọng, đúng không quý vị? Quý vị nào tin tưởng Liên thì xin hãy tham gia cái chương trình coaching này. Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần. Quý vị có thể tham khảo chi tiết trên cái trang nhà trantheailien.vn/coaching. Thì Liên có để cái link ở đây. Thì quý vị nào mà muốn tham gia thì xin hãy đăng ký. Cái điều tuyệt vời là quý vị có thể thử 30 ngày miễn phí. Sau 30 ngày đó mà quý vị thấy nó có giá trị với mình thì quý vị mới đăng ký học tiếp, tham gia tiếp, và lúc đó mới thật sự là tốn tiền. Còn 30 ngày đầu tiên thì hoàn toàn miễn phí. Thì ai muốn lợi dụng để mà được 30 ngày miễn phí đó thì cứ tự nhiên lợi dụng, không sao cả. Không bổ ngang cũng sẽ bổ dọc, đúng không? Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, và rất cảm ơn sự quý vị chia sẻ để lan tỏa những cái thông tin này đến với cộng đồng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình coaching hàng tuần của Trần Thị Ái Liên, và những livestream tiếp theo. Chuỗi livestream ngũ tự nhân này sẽ còn 5 livestream nữa. Trong mỗi cái livestream đó chúng ta sẽ phân tích rất kỹ từng chữ tự này, nó là như thế nào. Cho nên là xin hãy chờ đón 5 cái livestream tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo hoặc trong buổi coaching hàng tuần. Xin chào quý vị.